Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn một cái bài nói về cái vòng nạp giáp ở trong La Kinh. Thế thì người ta nạp giáp để làm gì? Nạp giáp của ta người ta là mục đích để tìm các cái sơn, cái hướng mà nó có các cái sao tốt để người ta áp dụng cho cái việc xây dựng nhà cửa và chôn cất mộ phần. Thế thì đây là một cái đồ hình mà người ta nạp cho cái cung khôn. Người ta nạp để cho chúng ta luận cái sự tốt xấu của nó. Và từ cái đồ hình này chúng ta sẽ tự lập ra 7 cái cung còn lại trong 8 cung. Thế thì cái cách nạp nó như thế nào? Thế thì khi mà người ta nạp xong. Đấy, cái này là nạp xong người ta biến 8 lần. Đấy. Thì nó mới ra cái đồ hình như thế này. Thế thì đây là cái đồ hình mà người ta nạp cho cung khôn và người ta đang giả sử cho ta một cái nhà tọa khôn để lấy cái hướng cửa, cái sơn, cái vị ấy, để mở cửa ấy, cho nó được tốt. Thì ta đang tọa khôn đấy, thì trong ba sơn mùi khôn thân nó đều sử dụng vào cái vòng này. Thế thì đây là một cái nhà đang tọa ở khôn và hướng ở cấn. Thì ở cấn nó có sao tham lang là một sao rất tốt. Nó là sao sinh khí để cho ta đặt cửa vào cái sơn này. Thì bên cạnh đấy thì nó có sao vũ khúc ở cái sơn xỉu này, nó cũng rất tốt. Và sơn ất nó có sao phụ bật, sơn tốn có cự môn, sơn tỵ có vũ khúc, sơn bính có tham lang, sơn đinh có vũ khúc, sơn khôn có phụ bật, sơn dậu có vũ khúc, sơn tân có cự môn. Đó là những cái sơn mà nó có những cái sao rất tốt để cho chúng ta mở cửa hay mở cổng hay là đặt ban thờ ở các cái sơn đấy, ở các cái vị đấy. Thế thì cái cách cách nạp giáp của nó là nó có một cái quy định mặc định, tức là cho 8 quẻ càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài. Thì cái quẻ càn ấy, thì nó sẽ nạp cái sơn giáp vào, có nghĩa là nó biên chế thằng nào con nhà ông nào ấy. Đấy. Thế thì thằng giáp là con nhà ông càn, thằng ất con nhà ông khôn, thằng tân con nhà ông tốn, thằng bính con nhà ông cấn. Đấy. Thế thì trong 24 sơn này này, nó chia thành 8 nhà như thế, nhưng nó chia không đồng đều. Thế còn thằng khảm thì nó sẽ nạp thân đi thìn và quý. Còn thằng ly thì nó sẽ nạp là dần ngọ tuất và nhâm.
Thằng Chấn nó sẽ nạp Hợi, Máu, Mùi và Canh. Thằng Đoài nó sẽ nạp Tỵ, Dậu, Sửu và Đinh. Đấy. Thế thì lùng quanh 24 sơn đấy. Nó nạp cho 8 8 8 8 quái, 8 quẻ đấy, gọi là 8 nhà, nó chia cho 8 nhà nó, nhưng mà nó chia không đồng đều. Cái nhà Càn này chỉ có hai bố con thôi. Thằng bố là Càn và thằng con là Giáp. Cái nhà Khôn ấy là có cũng có hai bố con, thằng Khôn và thằng Ất thôi. Và cái nhà Tốn ấy cũng có hai bố con là Tốn và Tân. Nhà Cấn thế có hai bố con, Cấn và Bính. Còn lại bốn nhà Khảm, Ly, Chấn, Đoài ấy. Bốn bốn thằng đấy là bốn thằng tứ chính ấy. Thì nó sẽ nạp là thằng Khảm nạp bốn đứa Thân, Tí, Thìn và Quý. Thằng Ly nạp bốn đứa Dần, Ngọ, Tuất và Nhâm. Thằng Chấn cũng nạp bốn đứa Hợi, Mão, Mùi và Canh. Thằng Đoài nạp bốn đứa Tỵ, Dậu, Sửu và Đinh. Đấy, lùng quanh ấy có 24 thằng là 24 sơn này này. Nó sẽ nạp cho 8 nhà Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Tức là cả bố cả con ấy là đã đủ 24 sơn rồi. Nó chia ra cho 8 nhà rồi. Thế sau nó làm sao để cho nó ra các cái sao này này. 24 nhà này nó ứng với 9 sao này. Đấy. Thế thì người ta đang giả sử ở đây ấy, là cung Khôn, nhà tọa Khôn nhé. Tức là người ta hướng dẫn ấy, nhà tọa ở cung nào thì lấy cái cung đó mà biến. Đấy. Có nghĩa là đang tọa ở cung Khôn thì sẽ lấy quái Khôn để biến. Quái Khôn làm phục vị ấy. Tức là nói về phục vị là hai quái như nhau. Đấy. Thì đang tọa ở Khôn ấy thì đặt cái thằng Khôn này này làm ngoại quái. Và lấy tiếp một thằng Khôn khác làm nội quái để biến 8 lần cái nội quái. Tức là chỉ biến nội quái thôi. Biến ba hào dưới của quái Khôn dưới biến 8 lần. Nó sẽ ra một cái lũ lâu la này. Đấy. Thì cái bài biến của nó lại khác với cái bài biến của bên cái bát trạch ấy. À, nó không phải là nhất biến thượng sinh khí mà nhì biến trung ngũ quỷ đâu. À, nó lại là nhất biến thượng sinh khí và nhì biến trung thiên y cơ. À, tam biến hạ lại họa hại mà tứ biến trung lục sát, ngũ biến thượng lại ngũ quỷ mà lục biến trung lại phúc đức, thất biến hạ tuyệt mạng và bát biến trung là phục vị. Đấy. Nó giống ba cái còn năm cái nó khác. Đấy. Thế thì sau đó người ta mới an cho nó sinh khí, nó là tham lang. Thế thì từ cái chỗ đấy nó lại mới sinh ra các cái chữ này. Đấy. Cự môn văn khúc lộc tồn liêm trinh. À. Thế thì đang nói giả sử như ở đây ấy, là nhà đang tọa Khôn nè, người ta lấy cái quẻ Khôn này đặt ra ngoài, xong lấy một quẻ Khôn khác đặt vào trong, có nghĩa là thượng quái và hạ quái đấy. Xong bắt đầu người ta biến hạ quái, biến lần thứ nhất thì được sinh khí. Đấy. Nếu như quẻ Khôn ngoài đứng yên, quẻ Khôn trong biến lần thứ nhất thì nó sẽ ra nhất biến thượng sinh khí, là nó sẽ ra Cấn. Này, sinh khí bằng tham lang thì ta tìm ở nhà Cấn ấy. Nhà Cấn nó có hai bố con,
hắn là cấn và bính, thì thằng bố là cấn đây này, sẻ là tham lang, và thằng con là bính đây này, cũng là tham lang, có nghĩa là rau nào sâu ấy, bố nào con ấy. Bố là tham lang thì con cũng là tham lang đấy, bởi vì là nó biến hào thượng của cái quẻ nội ấy, là nhất biến thượng sinh khí, thì nó ra đang là cái quái khôn ấy, nó ra cái quái cấn. Thì thằng cấn này được đeo cái biển sinh khí, sinh khí là bằng tham lang đấy, thì thằng con cũng theo thằng bố. Thằng bính cũng được đeo cái biển sinh khí là cũng cái biển tham lang đấy. Từ đó suy ra người ta biến 8 lần ấy, thì nó sẽ ra một cái mớ này đấy. Cái mớ này nó sẽ phân biệt những thằng tốt thằng xấu để mở cổng mở cửa đấy. Đại khái là cái bài này nó là như thế. Thế thì để ta mà nắm được cái bài này thì nó cũng rất khoai, nội dung nó cũng rất khoai. Cái vấn đề đầu tiên là cái này người ta sẽ sử dụng cái vòng địa bàn đấy. Khi ta lập hướng nhà thì ta lập bằng vòng địa bàn, sau đó nhà của ta đang tọa ở đâu ấy, ví dụ như đây đang tọa ở khôn, thì trong ba sơn mùi khôn thân thì đều là tọa khôn, thì là đều áp dụng được cái vòng này. Thế còn khi mà sang đến canh rồi ấy, thì lại phải lấy cái quẻ đoài hai thằng chồng lên nhau để biến đấy, thì nó lại mới ra được một cái vòng khác cho quẻ đoài. Thế thì khi mà ta mà ngồi ta vẽ ra là phải có 8 cái vòng như thế này để ta dùng đấy. Chứ còn trong sách người ta chỉ vẽ có một vòng thôi, để cho ta từ đó ta luận ra để ta tự vẽ ra thôi đấy. Và người ta cũng hướng dẫn cho ta cái cách đấy. Tức là nạp giáp là nạp nó như thế nào, và biến là biến nó như thế nào đấy. Và dùng là dùng vòng vòng địa bàn đấy. Thế thì cái vòng này này thường là người ta hay in ở trên cái la kinh ấy, bởi vì tại sao người ta cứ hay in cho cái cung cái quái khôn, bởi vì cái quái khôn này nó là địa này. Đấy. Địa là đất này, nên là thường người ta giả sử cho cái quái khôn đấy. Còn các cái quái khác thì chúng ta phải tự luận và tự vẽ nó ra và an cho nó các cái sao này, thì ta mới tìm được các cái sao tốt. Thì trong 9 sao, nhưng mà thực tế là tả phù hiểu bật nó dồn lại một là còn 8 sao nó dành cho 8 cung này. Thế thì nó có tham lam nó tốt này, vũ khúc nó tốt này, đấy, cự môn nó tốt này, tả phù hiểu bật nó tốt này, đấy. Thì ta cứ tìm, khi ta an xong rồi ấy, ta cứ tìm chỗ nào có thằng vũ khúc, thằng tham lam, thằng phụ bật, thằng cự môn, đấy là bốn thằng nó là tốt đấy. Thế thì khi an được cho cái vòng này rồi ấy, thì trong đây ta đếm được mấy thằng tốt, thằng xỉu tốt này, thằng cấn tốt này, thằng ất tốt này, thằng tốn tốt này, thằng tị tốt này, thằng bính tốt này, thằng đinh tốt này, thằng khôn tốt này, thằng dậu tốt này, thằng tân tốt này, tức là được 10 thằng tốt, còn 14 thằng xấu. Thế người ta lập hướng nhà hướng cửa vào các cái cung tốt, còn các cung xấu này, thì ta có thể đặt nhà vệ sinh hay là chuồng nuôi gia súc đấy, những cái gì đấy nó xấu xa bẩn thỉu thì ta đặt vào các cái hướng có sao xấu này. Đấy, nhìn chung ấy, cái nội dung của cái nạp giáp này ấy, là nó nói lên cái nội dung như thế, tức là nạp giáp để tìm các cái hướng có cái sao tốt để ta sử dụng đấy.
Tôi giới thiệu chia sẻ cái bài này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng cái quyển sách này và cái La Kinh này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.